Hôm nay chia sẻ với các nàng bí quyết để giữ cho vùng kín thơm tho, sạch sẽ mỗi ngày. Đó chính là nhờ em nước hoa vùng kín Witch's Love Secret Inner Perfume. Vũ khí bí mật của con gái chính là mùi thơm, vậy nên phải luôn thơm nha, đặc biệt là cô bé. Với em nước hoa vùng kín này, các nàng có thể dùng để khử mùi, ngăn ngừa nấm mốc trên đồ lót, giúp làm sạch và loại bỏ mùi gây khó chịu, giúp khử trùng và cân bằng pH ở âm đạo, ngăn ngừa và đẩy lùi các bệnh về viêm nhiễm phụ khoa ở các chị em. Khi dùng sẽ đem lại hương thơm dịu nhẹ quyến rũ cho vùng kín. Bạn nào còn đang băn khoăn về độ an toàn của em này cho vùng da nhạy cảm thì có thể hoàn toàn yên tâm nha. Đây là sản phẩm chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên nên phù hợp với mọi loại da. Mỗi lần sử dụng, chúng mình nhỏ 1 đến 2 giọt lên quần áo, băng vệ sinh là hương thơm sẽ lưu lại từ 16 đến 18 tiếng, đảm bảo giúp chị em chúng mình thoải mái, tự tin suốt cả ngày. Ngoài ra, em này còn có thể sử dụng trên quần áo hoặc thoa lên vùng cơ thể cần khử mùi. Như mình thường dùng em này để thay nước hoa đó, vừa nhanh chóng, tiện lợi lại giúp toàn bộ cơ thể thơm suốt cả ngày dài. Đặc biệt, em nước hoa này mang hương thơm vừa sang vừa quyến rũ nên dùng đảm bảo gây mê đắm lắm nè. Hãng còn có nước hoa vùng kín Witch's Rose Inner Perfume mang hương hoa hồng dịu nhẹ, ngọt ngào nên mình nghĩ sẽ vô cùng hợp với các cô nàng bánh bèo đó. Sử dụng cả hai mùi hương thì mình đều mê cả hai bởi mỗi hương đều mang đặc trưng riêng, lại luôn giúp vùng kín và cơ thể được thoải mái, thơm tho, nên là con gái thì cô nàng nào cũng nên sở hữu cho mình một em nước hoa vùng kín nhà Witch's này nha.